Vâng, lời đầu tiên cho Phạm Thức Audio kính chào quý vị các bạn. Và tiếp tục ngày hôm nay, trước mặt anh em là cặp BMW 450C. Hôm nay bên em có và sẽ quay lên giới thiệu đến anh em hai cặp. Và hai cặp ngày hôm nay đều có một cái điểm chung, đó là đẹp xuất sắc, trùng series. Cái thứ ba nữa là bao zin cho anh em tuyệt đối. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu đi vào hai cặp BMW 450C ngày hôm nay, chi tiết hơn và tỉ mỉ hơn nữa. Bên này là cặp có đánh dấu có số 12. Số series đuôi cuối của nó là 12 nhá. Đây. Cái bát của nó. Bên em cũng đánh số vào đây để tránh cái chuyện nhầm lẫn giữa hai quả bát với nhau. Bởi vì hai bát nó theo đôi, nó sẽ có màu sắc giống nhau. Đặc biệt là về cái phần màng bát này, bác nhìn thì hai cái màng nó sẽ giống nhau. Đấy. 450C lô này về em đã đầu tư thời gian thay luôn gân. Mặc dù gân của nó vẫn còn khá tốt, nhưng mà em quyết định thay luôn. Đấy. Bởi vì tại sao? Bởi vì là nếu thay như này đi thì anh em có thể dùng 5 năm đến 10 năm mà không hỏng. Phụ thuộc vào địa điểm, thời gian. Tại sao mình dùng cái mức từ 5 năm đến 10 năm? Bởi vì chúng ta dùng nhiều thì 5 năm chắc là nó sẽ hỏng. Hoặc là với cái môi trường nó không được tốt cho lắm thì 5 năm mới gần thì nó sẽ hỏng. Nhưng với cái môi trường mà tốt và các bác dùng giữ gìn cẩn thận ở cái mức độ vừa phải thì cái gân này 10 năm mới hỏng được. Gân này bọn em thay là gân zin nhá, nóng chuẩn của 450C. Và cái dâu của 450C nhà em đây, các bác nhìn này, nó buộc rất 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 kỳ quái. Đó. Chân keo này như mới luôn nhá. Đó. Đây là đôi bát của cặp số 12. Phân tần của nó này. Đó. Tép đây. 9912. Như mới cho anh em. Đấy. Tép bên em dán tem vào đây. Đấy. Anh em mà bị làm sao anh em gửi cái tép này lại, là còn cái tem đấy là bọn em sẽ làm cho anh em tốt nhất có thể. Đấy. Còn lại là hiện tại như thế này là em bao zin cho anh em. Cái tép này bao zin 100%. Nếu cuốn lại em biếu luôn anh em luôn cặp loa này luôn. Đó. Nó đang sử dụng hai tép, một tép và một chung. Tép thì nó giống nhau, chung và nó giống nhau về cấu tạo loa, nhưng phân tần nó khuếch đại khác nhau thì sẽ ra âm chép và âm chung khác nhau. Lỗ thông hơi này. Đó. Đấy là tổng thể cặp số 12. Bây giờ em sẽ cho thợ lắp vào nhé. Còn chúng ta sẽ xong sau đó chúng ta sẽ ngó xem như này. Cặp số 12 đây. Số series chuẩn đủ của nó là 85689912. Đó. Và đây. Made in China. Dòng 450C thì nó được sản xuất tại China rồi anh em ạ. Không đừng nói là nó được sản xuất tại Nhật nhé. Nó về sau này nó được sản xuất tại China. Và nó có đòn 7 kích 3 tép này, kích tép này. Đấy, gạt sang bên này nó nhiều tép mà gạt sang bên này nó ít tép. Đó. Góc cạnh của thùng loa đây, các bác cùng xem đây. Số đẹp đây. Có được dùng cái từ line new không anh em? Đấy, còn căng tí nữa em sẽ đắng vào sau. Đây căng nó đây này. Đấy. Chân căng bên em đã dán tem này. Với lần sau này bảo lần sau dán một cái tem một bên thôi, dán cả hai. Dán cả hai bên này hoang quá. 300 mấy một cái tem vỡ. Dán như này tốn nhiều quá. Đấy, căng này. Đẹp chưa? Gần như không có tì vết của căng luôn, kể cả vải căng này, nét căng luôn. Không xước sát gì cả. Còn đây, trong lúc chờ đợi thợ của em lắp cái cặp loa số 12 vào thì chúng ta sẽ cùng đi đến cặp loa số 89. Đấy. Số 89 là đuôi cuối của dãy số series. Hai quả bát của nó đây. Dán tem như này. Lần sau không được dán tem như này nhá. Lần sau dán tem mà dán vào cái chân nhện này cơ mà.
Dán như này mặc dù dán hai cái tem nhưng mà ý nghĩa không cao, bảo vệ không cao. Đây, cổ côn đây. Đấy, đẹp chưa? Nó thật sự ra với những người chơi âm thanh thì cái việc trùng CD và không trùng CD nó cực kỳ quan trọng, bởi vì nó sẽ cho ra chất âm giống nhau, giống như kiểu là chúng ta cũng biết rồi, một cái loa này được sản xuất trước, một cái loa này sản xuất sau thì nó chất âm của nó sẽ ra khác nhau. Bởi vì dù sao chăng nữa thì một nhà máy cũng không thể nào sản xuất một sản phẩm ra cái tiếng giống y xì phóc nhau từ phiên bản đầu đến phiên bản cuối được. Đấy. Đây là cặp số 2 này. Cặp số 89 này. Dâu này. Đấy, nếu các bác để ý thì là nó cũng có sự cái màng này, bên này này, cái 89 này nó có vẻ thâm hơn một chút so với cái màng kia. Đấy, cái màng kia nó hơi sáng hơn một chút. Thấy chưa? Đây, bên em thay gân rất cẩn thận này, đến các cái đường chỉ này keo cốn không lộ ra tí nào luôn. Các bác nhìn này. Đấy, kể cả chân vòng chân này, nét căng luôn. Đó. Và phân tần đây. Đấy. Phân tần của cặp số 89. Thùng quách này. À, nói thêm với quý vị các bạn là như này nhá, hai cặp này, hai cặp 450C này, bác nào mua em đều có ốc xịn như này cho anh em nhá. Đây, ốc đỉnh xịn luôn. Đấy, đây này. Ốc đen đỉnh xịn. Nó thật sự ra để mà cái ốc này không có nhiều, bởi vì ít khi nó vận chuyển về cho mình lắm. Đấy, nhưng ngày hôm nay thì em đang còn cặp, hai cặp này nó còn đủ ốc xịn cho anh em. Đấy. Chép của cặp số 89 này. Đấy, 9789. Made in China, trở kháng là 4 ohm. Công suất là 2W. Đấy, các bạn nhìn. Quay rất kỹ nhá. Từng chiếc một nhá. Đấy. Anh em cứ nhận được hàng, hoàn toàn có thể so sánh được với video mà em đã quay lên cho anh em. Đấy. Đấy các bác xem, một đôi loa của bên em tốn bao nhiêu cái tem thì anh em biết rồi. Đấy. Bao nhiêu cái tem ạ? Khá nhiều tem. Tem bát này, chép này và căng này. Đấy. Cứ mỗi một cái tem là trị giá, đi in là trị giá 340 đồng. Còn đôi số 89 thì đây nhá. Số của nó cụ thể đây nhá, là 8958789. Đấy, nhiều, rất nhiều 89 này. Đấy, trùng xe đi nhau. Và đôi này là đôi tem đỏ. Góc cạnh thùng này, bác cùng xem này. Đó. Rồi lắp nốt con này vào đi. Đây, cầm này đã lắp vào xong thì nó thành như này. Đấy, phần đế đấy, phần đế dưới của loa này. Đấy, xếp lên đấy đi. Đóng căng vào luôn nhá. Vâng, và đây nhá, đây là sau khi lắp hoàn thiện xong. Ơ này, cầm một con ốc đi, bắt tạm đây đã. Bắt vào đây để cho các bác xem mẫu. Bắt tạm một con ốc ở đấy thôi, không bây giờ bắt vào nó bị xước mất. Đấy, chỉ khi nào đóng đi thì mới bắt vào thôi. Đây, ốc xịn đây. Đấy. Đó. Một con 89 và một con 12 các bác nhá. Bác nào chốt cặp nào báo em cặp đấy, hoặc là nói tem xanh hoặc tem đỏ là được. Ok. Rồi giá của nó cuối cùng thì cho em xin phép được công bố tới quý vị bạn là giá là 5,5 triệu một cặp loa này. Đấy, không bao gồm tiền cước phí. Anh em nào chung kết thì liên hệ qua số điện thoại 0972192087. Cảm ơn anh em, quý vị các bạn đã xem và ủng hộ kênh của Phạm Thức Audio.